Nghe rõ chưa? Nghe rồi. Bây giờ đợi ông nói luôn đó ông Hằng. Nói ông cụ nha. Có nghĩa là về cái việc Oni ấy. Hiểu không? Em dịch cho Mila với Henny. Có nghĩa như này. Nói chung là về việc của Oni thì cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã yêu thương và bảo vệ Đạt cũng như là Oni V, bảo vệ Vi. Nhưng mà mọi người thử nghĩ mà xem, hai Oni Đạt và Vi cũng chỉ muốn hai Oni còn là nói thẳng luôn là dừng dừng không muốn để cho hai Oni đấu tranh nữa. Như Vi nói hôm qua đấy, Oni Đạt thì công kích Vi và Oni Vi thì công kích Đạt. Mà nói thẳng luôn là kể cả Oni Vi cũng có nhiều người ghét Đạt thật. Đúng không? Mọi người nên hòa bình. Oni Vi còn đến gặp Vi và có Đạt còn không muốn gặp Đạt cơ. À, biết là các bạn ấy đã ghét Đạt như nào rồi đúng không? Nhưng mà thôi, nói chung là mọi người cũng đã yêu thương Đạt và yêu thương Vi thì Đạt và Vi cũng chỉ muốn mọi người hòa bình thôi, đừng đấu tranh nữa. Như Vi hôm qua nói đó, hai Oni thì đấm nhau, còn Đạt và Vi thì đúng rồi cầm chặt nhé. Thì hai Oni cứ đấm nhau thì để làm gì đúng không? Cũng chẳng được gì. Em biết là mọi người yêu thương bọn em. Nhưng mà việc gì mọi người phải đấu đá cho làm gì, hòa bình có phải là vui hơn không? Thì gia đình nhà mình thì nhiều các cái video gọi là rất đúng đúng vui vẻ đấy. Nhưng mà mọi người ngừng đấu tranh đi, ngừng ngừng công kích nhau nữa. Mọi người có nghĩa là kiểu ký hiệp ước hòa bình ấy. Oni Datila, Oni Vidia, vút nha, kết hôn Đó. nha. Ok. Rồi ghê chưa? Câu Ok. Ok. No to shit, no to shit. Trời No ơi. toxic nha. Ok Ghê nha. chưa?